Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chặn cuộc gọi điện thoại với những số điện thoại mà mình không mong muốn dành cho những người mà vừa sử dụng điện thoại Android. Hiện tại thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chặn cuộc gọi trên máy Android. Đây, thì chúng ta sẽ vào mục có cái hình đây, có chữ điện thoại này, mình ấn vào màu xanh xanh này. Ấn vào này. Mình sẽ thu nhỏ màn hình lại các bạn dễ nhìn nhé. Đây. Ví dụ như là mình muốn, các bạn cũng hay bị là 197 làm phiền đúng không? Ví dụ như ấn 197 này, ấn gọi này. Đấy. Để mình lấy cái lịch sử này. Xong mình ấn vào cái mũi tên này. Sang vào đây. Ví dụ như đây ấn thêm. Đấy. Đây thì mình đang ấn chặn. Đấy. Thì ở đây đang bị chặn mà. Bây giờ là chúng ta sẽ ấn vào cái hình răng cưa ở trên đỉnh này. Đây mình sẽ ấn cái đầu của mình đấy nhá. Ấn vào này. Đấy. Chúng ta sẽ kéo đến là danh sách chặn. Ấn vào đây. Đấy. Thì đây nó sẽ có rất nhiều các mục, thì chúng ta sẽ ấn vào chặn cuộc gọi. Điện thoại Android nó rất hay. Ví dụ như chúng ta có thể là chặn cuộc gọi từ người lạ. Đấy là những ai mà chưa có trong danh bạ là họ sẽ không gọi được mình. Hoặc là chặn cuộc gọi được chuyển tiếp. Chặn cuộc gọi từ liên hệ này. Từ liên hệ đây nếu mà mình ấn, mình sẽ chọn từng số một để chọn, để chặn. Đấy, đấy là vấn đề chặn cuộc gọi nha các bạn. Khi chúng ta chặn cuộc gọi thì chúng ta sẽ không bị làm phiền. Đây, ví dụ như này. Mình sẽ ấn vào 197 cho các bạn xem này. Đây, như các bạn xem lịch sử này. Đấy, ngày 29 tháng 9 thì 197 đã gọi mình thì đã bị từ chối luôn. Và mình không biết gì luôn. Đấy, nó hay là hay ở chỗ đấy. Đấy là về vấn đề chặn cuộc gọi nha các bạn. Hoặc là cách nạp thẻ. Hiện tại các nhà mạng của Việt Nam thì muốn nạp thẻ cho trả trước thì chúng ta sẽ ấn sao 101 thăng. Đấy là kiểm tra tài khoản. Còn nạp thẻ chúng ta sẽ ấn sao 100. Ấn sao. Sao 100 sao. Mã số thẻ cào. Sau đó chúng ta ấn thăng. Và ấn gọi. Đấy. Đấy là cách nạp thẻ ạ. Rất hay đúng không các bạn? Chúc các bạn thành công.